Xin chào mừng các bạn đã đến với YouTube channel của Jun Đỗ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến một khái niệm, một hình thức kỷ luật có tên gọi là time out. Time out là gì? Vì sao hình thức time out lại khá phổ biến trong văn hóa phương Tây? Vì sao hiện nay thì có nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều, người thì đồng ý và người thì lại phản đối cái hình thức kỷ luật time out này? Chúng ta sẽ cùng trao đổi cụ thể và chi tiết trong video ngày hôm nay. Trước khi đi vào những phân tích cụ thể, thì nếu các bạn chưa subscribe tới channel của Jun Đỗ, hãy nhớ subscribe ở bên dưới để có thể không bỏ lỡ các video tiếp theo được tung ra mới nhất trên channel của mình. Trở lại với chủ đề chính của buổi ngày hôm nay, trước hết thì time out là gì? Là một phụ huynh, hẳn là các bạn đã từng nghe đến cái khái niệm time out này dù ít hay là nhiều. Time out thực chất là một hình thức kỷ luật, theo đó mà trẻ sẽ được cho vào một góc riêng biệt, có thể là một cái phòng kín hoặc có thể là một cái nơi mà những cái thành viên khác của gia đình không sinh hoạt ở đó. Nơi đó trẻ sẽ được một mình. Thường là không gian sẽ tĩnh lặng, có thể là thường sẽ không có nhiều cái đồ chơi hay là không có nhiều hoạt động cho trẻ. Và thường là phụ huynh sẽ để trẻ vào góc time out như vậy khi mà trẻ có thể là không vâng lời hoặc là không tuân theo các cái kỷ luật mà gia đình hay là phụ huynh đã đưa ra. Lấy một ví dụ, hai anh em đang chơi với nhau và người anh có thể giật đồ chơi, tranh giành sách vở của người em hoặc thậm chí là có thể đánh người em. Điều này nếu đã vi phạm vào một quy tắc mà gia đình hoặc ba mẹ đã đưa ra trước đó thì lúc đó là ba mẹ có thể yêu cầu người anh vào một góc time out để có thể lấy lại bình tĩnh, suy ngẫm về hành động của mình và từ đó có thể xin lỗi người em hoặc là điều chỉnh cái hành vi của mình trong những cái sự cố tương tự về sau. Lấy một ví dụ khác, chẳng hạn như gia đình đã đưa ra quy tắc về giờ ăn. Trong giờ ăn, chẳng hạn trẻ được kỳ vọng là phải tập trung ăn uống, không nói chuyện cười đùa, không lấy thức ăn để làm đồ chơi chẳng hạn. Thì nếu như mà bạn thấy trẻ có thể là thổi bong bóng vào bát nước canh của gia đình trong khi cả nhà đang ăn tối, thì khi đó ba mẹ có thể yêu cầu trẻ là sẽ chịu hình thức là time out trong vòng từ 1, 2, 3 phút tùy theo sự thỏa thuận giữa ba mẹ và trẻ trước đó. Lý do vì sao mà hình thức time out lại khá phổ biến, đặc biệt là trong cách giáo dục của phương Tây, bởi vì họ tin rằng khi mà có một sự cố hoặc một vấn đề xảy ra hoặc khi trẻ gây ra một lỗi lầm nào đó thì trẻ cần được ở trong một không gian yên tĩnh để tự suy ngẫm, ngẫm nghĩ và lấy lại bình tĩnh trước khi thực sự giải quyết vấn đề. Đó là một quan điểm có cơ sở, còn về tính đúng sai của quan điểm này cũng như là tính hiệu quả của nó với từng trẻ thì chúng ta sẽ bàn tiếp trong phần sau của video này. Một số nhà nghiên cứu cho rằng thời lượng mà trẻ được yêu cầu time out nên giới hạn tối đa theo độ tuổi của trẻ, tính theo phút. Lấy ví dụ là với trẻ 2 tuổi thì thời gian time out tối đa chỉ nên là 2 phút, với trẻ 5 tuổi có thể là 5 phút, vân vân. Cũng như đã đề cập đến ở đầu video thì hình thức kỷ luật time out này có hiệu quả với một số trẻ và một số gia đình trong một số tình huống nhất định và lại tỏ ra không hiệu quả, thậm chí là phản tác dụng với một số tình huống khác. Lấy ví dụ như nhiều trẻ cảm thấy rằng mình bị bỏ rơi, bị cha mẹ không đoái hoài đến, không nhận được sự quan tâm của gia đình và điều đó càng làm cho trẻ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy muốn chống đối lại và từ đó thì không thể lấy lại bình tĩnh hoặc không thể ngẫm nghĩ được và cải thiện hành vi của mình. Đấy là lý do vì sao mà thời gian trở lại đây thì có rất nhiều các phụ huynh, các thầy cô giáo dạy mầm non, các nhà giáo dục ở khắp nơi trên thế giới có những ý kiến trái chiều về hiệu quả của hình thức xử phạt time out này. Đồng thời với đó thì người ta cũng đưa ra một số hình thức khác để ba mẹ, người lớn, người trông trẻ, giáo viên mầm non, vân vân có thể cân nhắc trong lựa chọn xem cách thức xử trí nào là phù hợp nhất với từng nhóm trẻ, từng đối tượng trẻ hoặc là từng tình huống cụ thể khác nhau. Một hình thức được đưa ra đó là time in. Vâng, time in chính là trái ngược với time out. Hình thức time in này còn được một số nơi gọi là calming corner, góc bình tĩnh, nơi mà ba mẹ để những cái đồ chơi mà khuyến khích khả năng tập trung và khả năng chơi các hoạt động tĩnh, ví dụ như là sách để đọc, thú bông để có thể chơi hoặc là những cái quả bóng có thể bóp được để giải tỏa cơn tức giận hay là cơn giận dữ hay là cơn buồn chán của trẻ. Ở trong cái góc này thì có rất nhiều, có thể là các cái chăn mềm hoặc là các cái loại gối và rất nhiều màu sắc sặc sỡ hấp dẫn. Tùy theo không gian của từng gia đình hoặc là từng cơ sở giáo dục trẻ thì góc này có thể được bố trí có thể là ở sau sofa hoặc là ở bên cạnh cái góc chơi thông thường và có thể được bài trí trang trí với rất là nhiều màu sắc sặc sỡ hấp dẫn, những cái thứ mà hơi tạo cảm giác thiên về hoạt động tĩnh
về cảm giác êm ái, mềm dịu để trẻ cảm thấy có thể là được xoa dịu. Tất nhiên là vào góc này thì trẻ cũng sẽ phải tự mình ở trong đó và sẽ không có sự trợ giúp quá nhiều của người lớn. Cái góc time in hay là calming corner này có một đặc điểm là vẫn được bố trí ở một cái cự ly, một cái khoảng cách có sự tách biệt nhất định đối với không gian vận động thông thường, không gian sinh hoạt bình thường của gia đình hay là của cơ sở giáo dục. Tuy nhiên thì nó không tạo cho trẻ cảm giác là tối này, sợ hãi này, lạnh lùng này, bị bỏ rơi này. Và đây là những cái cảm xúc tiêu cực mà trẻ không nên có, cho dù là trẻ có mắc bất cứ một lỗi nào đi nữa. Bởi vì cái điều cuối cùng mà chúng ta mong muốn đó là khi trẻ đã ở trong trạng thái cảm xúc tiêu cực, khi mà nổi nóng, mất bình tĩnh, mè nheo thì lại bị đẩy vào một cái cảm xúc khác còn tiêu cực hơn, như là cảm giác thiếu an toàn, thiếu sự chăm lo, thiếu sự yêu thương của gia đình. Chúng ta muốn chuyển đến cho trẻ một thông điệp rằng cho dù trẻ có mắc bất cứ một lỗi lầm nào thì tình yêu thương mà ba mẹ và những người chăm sóc dành cho trẻ là vô điều kiện. Cho dù rằng cả thế giới có quay lưng lại với trẻ thì ba mẹ vẫn luôn yêu thương trẻ và mong rằng trẻ sẽ có thể phát triển, có thể sẽ trở nên tốt hơn, có thể sẽ cải thiện cho chính sự phát triển của trẻ và mối quan hệ của trẻ với những người xung quanh. Tôi đã có dịp trò chuyện với rất nhiều các gia đình đã áp dụng những hình thức kỷ luật là time out có, time in cũng có, calming corner cũng có, và thậm chí là những ba mẹ thậm chí là không dùng đến cách thức giáo dục nào trong tất cả các cách thức kể trên. Và thật ra tôi nghĩ hình thức nào không quá quan trọng, quan trọng là cái cách thức mà ba mẹ áp dụng nó đối với con của mình, cái phản ứng của trẻ khi mà đón nhận cái hình thức kỷ luật đó, cái sự cải thiện tiến bộ của trẻ mỗi khi mà cha mẹ áp dụng cái hình thức đó. Và quan trọng nhất rằng cái thông điệp, cái mong muốn, cái ý định giáo dục của cha mẹ được truyền tải thông qua tất cả những hình thức giáo dục đó được đón nhận bởi trẻ như thế nào. Tôi nghĩ điều đó mới là điều quan trọng nhất. Vì thế khi mà thấy các ba mẹ ở các gia đình khác nhau, đến từ những vùng văn hóa khác nhau, có những cách giáo dục, cách kỷ luật con khác nhau, thì tôi thường không đưa ra phán xét ngay lập tức hay là kết luận rằng cách thức của họ là đúng hay sai, mà điều quan trọng nhất vẫn là sự đón nhận, tiếp nhận của trẻ, khả năng quản lý điều tiết cảm xúc, việc cải thiện hành vi cũng như là cải thiện mối quan hệ giữa trẻ với những thành viên khác trong gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội. Hy vọng rằng video này đã đem đến những thông tin hữu ích cho phụ huynh để ba mẹ có thể cân nhắc về các hình thức kỷ luật như là time out, time in, calming corner hay là bất cứ một hình thức thay thế khác phù hợp và hiệu quả nhất đối với bản thân, với gia đình và với con của mình. Thế còn bạn thì sao? Bạn đã áp dụng những hình thức kỷ luật nào đối với con của mình? Hình thức nào bạn cảm thấy là hiệu quả và muốn chia sẻ với các ba mẹ khác? Hãy cho Jun biết bằng cách comment ở phía bên dưới. Hãy chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ nhất hoặc một bài học, một cách thức kỷ luật mà hiệu quả nhất. Hy vọng rằng nó cũng sẽ giúp ích và lan tỏa truyền cảm hứng cho các ba mẹ khác. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu các bạn chưa subscribe tới channel của Jun Đỗ thì hãy nhớ subscribe. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!